mùa thu hoạch mới nè, không lại quay hết vụ rồi, không ta cài cái này xong là quay ngang đang tết luôn các bạn ơi. Nè bên đây anh Hùng anh đốt đồng nè, đốt đồng xách cái gọi đi vòng vòng, không chỗ nào có gom khô cái rồi ta đốt đốt, có lúa trong đó nó nổ bù bụp ra đã lắm. Ông đâu ngủ với đất vàng rồi luôn nè. Nào lúng rồi, mấy cài lúng nè. Có bánh bội không? Có bánh bội lúng bà. Thêm chiếc nữa vô nghe không, hai người sáng công nước không đốt đồng sao mà cháy vậy, bởi là khô không vậy đó à. Khai nước thì lo vô sấy luôn hả, khai nước vô sấy luôn hả. Đúng rồi, nhỏ lúng đó, đó nhỏ lúng đó.
sớm này luôn nè, phải không? Này khu này với khu sau nó chục công à, chục công có nhiêu đó. Cày tới đâu là chim én hoài đó, đó cái này mà dịch đồ thả đồng á, đi lụm với dịch đã lắm mà. Vậy này xả xong cái đoạn tết xong nó quay ngang cắt nữa rồi. Mấy ngày nó xả anh sao? Ba bốn. Người ta xới thấy tranh nó đều hết đó. Xới xong cái nguyên vàng này nó xả lên cái đầu xanh lè là thuốc xà phân đó. Ông nó lũi vô à, ông lũi vô ông lấy nước nè. Rồi mọi người thấy hay nhớ like subscribe của mình nha, có thêm những video theo.